Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shoigu ngày 15 tháng 8 báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng các lực lượng nước này đã tiến sâu 35 km vào tỉnh Kursk của Nga, kiểm soát 1.150 km vuông lãnh thổ Nga với tổng cộng 82 khu định cư. Đây là cuộc tấn công qua biên giới vào Nga lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Trang The Kiev Independent đưa tin trong 24 giờ qua, các binh sĩ Ukraine tiến thêm từ 500 đến 1.500 m tại Kursk. Tướng Shoigu cũng cho biết đã thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự tại các vùng kiểm soát được. Tướng Eduard Moskaliov, cựu chỉ huy các lực lượng hỗn hợp, là người đứng đầu văn phòng. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Kiev tận dụng tối đa khả năng tấn công bằng số lượng kỷ lục máy bay không người lái UAV vào các sân bay quân sự và phá hủy chiến đấu cơ Su-24 của Nga. Theo TASS, dẫn dữ liệu của Nga, ít nhất 200.000 người được sơ tán khỏi các khu vực biên giới trong bối cảnh cuộc tấn công của Ukraine vào các tỉnh biên giới Nga đã kéo dài hơn một tuần. Tuy nhiên, giới phân tích địa chính trị và quốc phòng cảnh báo rằng sẽ có phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine nên chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo. Theo đó, Ukraine có hai lựa chọn là bổ sung binh sĩ để tiếp tục tiến quân vào lãnh thổ Nga hoặc rút quân để bảo toàn quân số khi Moscow chưa phản ứng mạnh. Đài CNBC dẫn lời các chuyên gia rằng Ukraine nên quyết định nhanh chóng. Ông Andreas Tosa, cố vấn tại công ty tư vấn rủi ro Teneo của Mỹ hôm 14 tháng 8 nhận định rằng giai đoạn đầu của chiến dịch chứng kiến sự tiến quân nhanh chóng của quân đội Ukraine và việc thiết lập các vị trí phòng thủ ở khu vực Kursk dường như sắp kết thúc. Ông Tosa cho rằng, xét về góc độ quân sự chính trị, Ukraine được cho là thành công trong tuần đầu tiên của chiến dịch Kursk, nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro khi cuộc tấn công đang được thực hiện bởi các binh sĩ tinh nhuệ cùng các thiết bị quân sự tiên tiến của phương Tây. Do đó, tổn thất ở Kursk có thể làm suy giảm khả năng phòng thủ đất nước và có thể gãy ông đập lưng ông đối với Ukraine. Giới chức Ukraine thừa nhận rằng cuộc tấn công vào đất Nga nhằm tạo thế cân bằng đàm phán trong các sáng kiến hòa bình tương lai với Nga. Do đó, trong một luồng quan điểm khác, việc giữ quân ở Kursk có thể là một quân bài mặc cả hữu ích cho Ukraine. Chia sẻ với CNBC, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp ở Kursk, sự hiện diện của quân đội Ukraine ở Nga sẽ đóng vai trò động lực làm thay đổi cục diện cuộc xung đột và sẽ tăng cường sức mạnh đàm phán của chúng tôi trong các sáng kiến hòa bình ở tương lai. Đồng quan điểm, ông Taras Kuzio, giáo sư khoa học chính trị tại Học viện Quốc gia Kiev Mohyla của Ukraine, đánh giá việc chiếm ưu thế ở Kursk sẽ không chỉ tạo đòn bẩy trên bàn đàm phán với Nga mà còn mang giá trị về mặt quân sự cho Kiev. Một vành đai do Ukraine chiếm giữ ở các khu vực Kursk và Belgorod sẽ ngăn chặn hỏa lực pháo binh hay các UAV của Nga nhằm vào vùng đông bắc Ukraine, đồng thời chặn các tuyến tiếp tế cho lực lượng đồn trú của Nga ở Donbass. Cùng lúc đó, các nhà phân tích cảnh báo rằng phản ứng của Nga sẽ sớm thay đổi để phản công Ukraine. Nga đang đẩy nhanh chiến thuật vây bọc và truy quét lực lượng Ukraine ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 cho biết, một số đơn vị trên bộ và trên không cùng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái đã ngăn chặn các nhóm thiết giáp cơ động của đối phương tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Abdi Alaudinov ngày 14 tháng 8 cho biết, Ukraine đã bắt đầu đào hào sâu và thực hiện các biện pháp cố thủ khác ở khu vực Kursk để tránh lực lượng Nga tiêu diệt. Theo TASS dẫn lời ông Alaudinov, lực lượng vũ trang Nga ngày 15 tháng 8 giải phóng khu định cư Martinovka khỏi quân đội Ukraine ở Kursk và một chiến dịch truy quét hiện đang được tiến hành ở các địa phương khác. Ông Matthew Saville, Giám đốc Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi đánh giá, xét đến nguồn dự trữ mà Ukraine hiện có, việc duy trì một lực lượng với bất kỳ quy mô nào ở Nga và phòng thủ chống lại các cuộc tấn công sẽ rất khó khăn. Cho đến nay, điều này cũng không khiến Nga chậm lại các bước tiến của họ xung quanh Donbass, nơi tình hình xung quanh Chasivya và hướng tới Bobrovsk vẫn còn khó khăn. Trên thực tế, kể từ khi Ukraine tấn công vào đất Nga, thì các lực lượng Nga nhanh chóng tạo bước tiến đáng kể ở mặt trận Bobrovsk. Trong báo cáo ngày 14 tháng 8 của TASS, Nga cho biết quân đội Ukraine từ bỏ một số vị trí ở làng Krodovka và khu vực lân cận thuộc Bobrovsk. Trước tình hình trên, Kiev Post dẫn lời một số binh sĩ Ukraine cảnh báo chiến thắng ở Kursk là tốt, nhưng quân đội cần đánh giá tình hình ở mọi nơi một cách tỉnh táo, nếu không sẽ rất đau đớn sau này. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.